Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện thu, mức thu trong các cơ sở giáo dục tại huyện Long Điền. Thành phố Vũng Tàu nâng cao ý thức từ người sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm. Chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ phát huy mô hình xã hội hóa. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát việc triển khai nghị quyết số 14 ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tại một số trường trên địa bàn huyện Long Điền. Giám sát thực tế tại trường Mầm non Hoa Sen, trường tiểu học Kim Đồng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các khoản thu theo nghị quyết số 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh được các trường thực hiện công khai, minh bạch. Một số khoản thu như tiền ăn, tiền đồ dùng bán trú, tiền vệ sinh trường lớp được các cơ sở giáo dục thu ở mức thấp hơn hoặc bằng theo quy định của nghị quyết. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn thu một số khoản chưa đúng với nghị quyết 14 như tiền giữ trẻ ngoài 45 phút đầu giờ, cách sử dụng tiền vệ sinh trường lớp chi trả cho nhân viên làm vệ sinh. Đoàn giám sát yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Long Điền rà soát lại các khoản thu, mức thu đảm bảo đúng quy định tại nghị quyết số 14. Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tại kỳ họp thứ 12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Văn Công, Chánh Văn phòng Thành ủy Bà Rịa, phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư và tổng mức đầu tư các công trình đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, gồm khu bán trú trường tiểu học Hòa Long, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Phước Hưng, tuyến cống thoát nước chống ngập úng đường Trần Phú, mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chỉnh trang đô thị khu vực bờ Tây sông Dinh, đường quy hoạch N6 nối dài xã Tân Hưng. Hội đồng Nhân dân thành phố Bà Rịa cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm 16 công trình trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến 249 tỷ đồng. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, hơn 230 cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới do Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức. Cán bộ đảng viên cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa được bồi dưỡng các chuyên đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, đảng cầm quyền và xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới. Các chuyên đề trên giúp cán bộ đảng viên cơ sở cập nhật bổ sung kiến thức về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Bà Rịa đã kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng năm 2023 tại Ủy ban Nhân dân xã Long Phước. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương đã triển khai thực hiện 18 trên 40 đầu việc cải cách hành chính, đạt 45% kế hoạch năm. Nhiều mô hình sáng kiến cải cách hành chính được xã triển khai như ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói, chính quyền thân thiện vì dân phục vụ, 4 tại chỗ và hẹn giờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện tỷ lệ hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, các thành viên đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Bà Rịa đề nghị xã thực hiện đúng quy định việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu, chấn chỉnh tình trạng trễ hẹn trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai, có giải pháp tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ xa, đồng thời tăng cường giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn.
Thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đã mạnh dạn thay đổi phương thức làm ăn, đưa cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất chăn nuôi, qua đó cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Võ Thị Xuân, người đang thành công với mô hình nuôi thỏ, mang lại kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình là một ví dụ. Từ ngày về hưu, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình bà Võ Thị Xuân, ngụ tổ 7, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đều trông chờ vào đồng lương công nhân của con trai. Tuy nhiên năm 2021, khi con trai bà bị tai nạn giao thông, mất một chân, không thể tiếp tục đi làm, nên cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn. Để vượt khó, bà Xuân tìm hiểu về các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình lẫn sức khỏe của mình. Khi thấy mô hình nuôi thỏ phù hợp, bà vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chuồng trại rộng khoảng 50m² và mua 30 con thỏ giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên đàn thỏ của bà phát triển khỏe mạnh. Tôi chọn cái nuôi thỏ là gì nó phù hợp với tôi già, mình nên làm để cho nó năng động cơ thể và cũng có thêm cái thu nhập để phụ giúp con cái, chứ để nó cũng dễ nuôi. Theo chia sẻ của bà Võ Thị Phương, nuôi thỏ vốn ít, dễ chăm sóc nên có thể tranh thủ thời gian vừa chăn nuôi vừa làm việc gia đình. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, bà chia chuồng thỏ thành từng hộc nhỏ, dùng đệm lót sinh học, sau đó tận dụng phân thỏ để bón cây. Phải theo dõi từng con một để mà mình kiểm tra, để mình chích ngừa cho nó, để nó không có tránh cái thứ nhất là không có lây lan trong đàn hoặc là lây lan qua người hay là qua cộng đồng. Hiện tại trong chuồng của bà Xuân thường xuyên duy trì đàn thỏ sinh sản 20 con và khoảng 100 thỏ thịt. Với đặc điểm sinh sản nhanh, một năm thỏ mẹ có thể sinh sản từ 5 đến 6 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 10 con. Sau khoảng 3 đến 3 tháng rưỡi nuôi, thỏ đạt trọng lượng từ 4 đến 5 kg một con là có thể xuất bán. Với giá bán dao động từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng một ký, nghề chăn nuôi thỏ giúp bà Xuân có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài nuôi thỏ, bà Xuân còn nuôi thêm ngan, gà thả vườn để tăng thu nhập. Bên hội phụ nữ thì là hỗ trợ tín chấp vốn vay cho chị em, để chị em tạo điều kiện cho chị em để mà làm chuồng trại, với lại có tiền mua con giống về để chăn nuôi. Rồi đây là một cái khởi nghiệp mới, cho nên là nay mai hướng của chi hội là sẽ là vận động hội viên chị em đến tham quan và trao đổi với nhau để mà phát triển rộng rãi cái mô hình này. Ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, lớp cao cấp lý luận chính trị K73A16, Học viện Chính trị khu vực 2 đã có buổi giao lưu thực tế, chia sẻ những kinh nghiệm tại trường tiểu học Trần Phú, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Gần 700 học sinh của trường tiểu học Trần Phú, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc được giảng viên học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K73A16, Học viện Chính trị khu vực 2 chia sẻ một số kỹ năng cơ bản về tự vệ bản thân, tự chơi an toàn, tránh bị xâm hại cơ thể. Nhân dịp này, tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị K73A16 đã trao tặng ảnh Bác Hồ 5 triệu đồng tiền mặt và hơn 100 đầu sách quý cho quỹ khuyến học thư viện nhà trường. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vừa được Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Châu Đức tổ chức. Thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Châu Đức đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Cụ thể, hơn 206.640 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước. 100% đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện còn phối hợp với 6 trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 4.000 học sinh. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, kịp thời cập nhật nội dung mới liên quan đến giáo dục quốc phòng và an ninh để đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.
76 cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức đã tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị khóa 125A, hệ không tập trung mở tại huyện Châu Đức. Lớp học do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện ủy Châu Đức tổ chức. Tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trong thời gian 16 tháng, 76 cán bộ công chức viên chức huyện Châu Đức được học tập nghiên cứu các vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nghiên cứu thực tế, thi hoặc viết khóa luận tốt nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tuyển sinh trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024, đóng chân tại huyện Châu Đức. Theo đó, năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển 70 học sinh lớp 6 và 70 học sinh lớp 10 bằng phương thức xét tuyển. Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục Đào tạo, đối tượng tuyển sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú đóng tại huyện Châu Đức là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ, người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại các xã Láng Lớn, Đá Bạc, huyện Châu Đức và Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh. Nếu còn chỉ tiêu, trường tiếp tục tuyển học sinh thuộc các thôn, xã, vùng dân tộc thiểu số khác. Đối tượng tuyển sinh phải trong độ tuổi quy định. Học sinh người dân tộc thiểu số phải tốt nghiệp trung học cơ sở, có xếp loại năm lớp 9 hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên. Đối với học sinh người Kinh, phải tốt nghiệp trung học cơ sở, có xếp loại năm lớp 9 hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên. Trường phổ thông dân tộc nội trú nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 18 đến 30 tháng 5, công bố kết quả ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải trong năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức có gần 110 học sinh tham gia các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh. Kết quả có 50 học sinh đạt giải. Ngoài khen thưởng cho các em học sinh, nhà trường cũng trao giấy khen và phần thưởng cho 27 giáo viên đã bồi dưỡng hỗ trợ học sinh đạt giải. Thưa quý vị, sau một tuần thi đấu sôi nổi, giải bóng đá nữ 5 người huyện Côn Đảo năm 2023 đã bước vào trận đấu chung kết và bế mạc giải. Đây là một trong các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn tại huyện Côn Đảo. Giải bóng đá nữ 5 người huyện Côn Đảo năm 2023 có 6 đội bóng tham gia với gần 60 nữ vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội xuất sắc ở mỗi bảng vào bán kết và tranh giải nhất nhì. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, bất ngờ, thu hút đông đảo cổ động viên trên địa bàn huyện đến cổ vũ. Tổng kết giải, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội bóng đá nữ thanh niên huyện Côn Đảo, giải nhì cho đội bóng đá nữ nhà nghỉ công nhân viên chức lao động và trao các giải cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các ngành y tế, kinh tế chủ động phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã thường xuyên thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chấn chỉnh những bất cập yếu kém trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thành phố cũng xác định quản lý an toàn thực phẩm phải thực hiện xuyên suốt chứ không chỉ trong một thời điểm. Vì vậy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống là giải pháp căn cơ. Hơn 20 năm hoạt động, quán Bảy Dài ở thành phố Vũng Tàu chuyên kinh doanh các món ăn hải sản, đặc biệt là món lẩu cá đuối, đã định vị là món ngon phổ biến. Để có thương hiệu bền vững trong ẩm thực phố biển, bên cạnh hương vị độc đáo, chất lượng cao, các món ăn của Bảy Dài còn bảo đảm an toàn vệ sinh. Chủ quán luôn tâm niệm yếu tố quan trọng tăng sức cạnh tranh, đảm bảo cho quán phát triển bền vững chính là uy tín về an toàn vệ sinh. Từ chủ cơ sở đến từng nhân viên quán ăn luôn tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Không gian các khu vực được bày trí gọn gàng, sạch sẽ, nhất là khu vực chế biến thiết kế theo quy trình một chiều. Bàn ghế, kệ, tủ, thiết bị và dụng cụ chế biến đựng thức ăn liên tục được lau chùi hoặc thay mới kịp thời. Nguyên liệu thực phẩm nhập từ các địa chỉ có uy tín, nguồn gốc rõ ràng hoặc phải có xác nhận kiểm định của cơ quan chức năng.
Như tôi kinh doanh theo thời gian lâu dài thì rất kinh nghiệm về vấn đề hàng nhập vào, ví dụ cá đuối thì phải tươi và nhìn vào là biết là cá đó là mới nhập, thời gian mới nhập vào, và đầu chủ ghe là đầu nổi và đưa vào thì cá rất còn tươi, và nhìn cái độ nhớt của cá thì là đạt tiêu chuẩn. Những cái hải sản ví dụ như cua, tôm, ghẹ là hàng lúc nào cũng phải còn sống, và bên quán mới thực hiện đúng theo cái bên sở y tế luôn luôn phải sạch về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình thành sau thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống New Daily ở thành phố Vũng Tàu được nhiều khách hàng ở mọi độ tuổi biết đến trong dịch vụ ăn vặt. Ngoài món ăn thức uống đa dạng về chủng loại, lẫn hương vị và giá cả phải chăng, yếu tố duy trì và lan tỏa lượng khách cho New Daily còn là vệ sinh an toàn. Sử dụng nhiều nguyên vật liệu nhập khẩu cho quá trình chế biến, New Daily rất chú trọng đến nguồn gốc hàng hóa qua thương hiệu, hóa đơn, chứng từ. Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở đầu tư đúng mức về thiết bị vật dụng, thức ăn, nước uống đều được pha chế bằng máy. Việc đầu tiên bên em chú trọng tới thì là nhân viên phục vụ bên em là bảo đảm phải sức khỏe an toàn và khám sức khỏe định kỳ. Còn để đỡ thức uống đến mọi người thì tụi em luôn luôn chọn những cái mức an toàn nhất, đó là tất cả đều có đồ đựng riêng. Các loại nguyên liệu tụi em nhập về thì tụi em ưu tiên thì trái cây tươi thì tụi em cũng nhập là tất cả là từ siêu thị hết, không nhập ở ngoài. Tụi em cũng có hóa đơn ở siêu thị. Nếu mà từ nước ngoài nhập khẩu về thì tụi em chọn những cửa hàng nhập khẩu uy tín. Có mặt tại Vũng Tàu hơn 3 năm, quán Phở Thình là sự phát triển của thương hiệu Phở Thình 13 Lò Đúc, Hà Nội. Vì vậy, quy trình chế biến cũng tuân thủ các tiêu chí bản gốc, trong đó có tiêu chí quan trọng làm nên thương hiệu Phở Thình là an toàn vệ sinh. Việc nhập các nguyên liệu chế biến được cơ sở chú trọng về chất lượng, gắn kết với các chuỗi thực phẩm an toàn, đã qua kiểm định của Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên liệu nhập về được kiểm tra và bảo quản lưu trữ đúng quy trình. Cơ sở tại 124 Lê Lai Vũng Tàu thì chúng em luôn luôn cố gắng là sử dụng những nguyên liệu từ thịt, rau, củ quả cho đến các cái phụ gia dùng cho thực phẩm để làm ra tô phở, để làm sao để tốt nhất để phục vụ bà con Vũng Tàu cũng như là khách du lịch. Hiện thành phố Vũng Tàu có hơn 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó kinh doanh dịch vụ ăn uống chiếm chủ yếu với trên 1.150 cơ sở. Nhờ nhận thức, trách nhiệm về an toàn thực phẩm từ chính cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngày càng được nâng lên, nên qua các đợt thanh kiểm tra an toàn thực phẩm, các đoàn liên ngành thành phố Vũng Tàu đều ghi nhận các cơ sở đều chấp hành tốt và rất ít trường hợp vi phạm. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, thành phố Vũng Tàu không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Thành phố Vũng Tàu là tổ chức rất nhiều các đợt kiểm tra trong năm. Qua các đợt kiểm tra từ đầu năm đến nay thì cũng chưa ghi nhận là các cái vi phạm của các cơ sở. Việc tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm của các cấp ngành chức năng địa phương cùng với ý thức trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ chính các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày một nâng lên đã và đang tạo dựng niềm tin cho du khách khi đến với phố biển. Thưa quý vị, sau hơn một năm được vận hành theo phương thức xã hội hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Chiến vận hành, chợ Phước Hải huyện Đất Đỏ đã phát huy đúng công năng sử dụng, hoạt động ổn định, nề nếp, chợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương giao thương, đồng thời góp phần mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại chợ Phước Hải huyện Đất Đỏ thời gian gần đây, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của tiểu thương được sắp xếp ngăn nắp. Đường thông hề thoáng, không còn cảnh lấn chiếm xô bồ như trước. Nhiều người gắn bó với chợ từ khi chợ mới hình thành vào năm 1996 đến nay vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự thay da đổi thịt của chợ. Ban quản lý chợ Phước Hải mới này thì có cái sự quan tâm mà giúp đỡ các chị em tiểu thương chúng tôi rất nhiều. Chẳng hạn dù sắp xếp những cái vị trí mua bán là đâu đó nó đàng hoàng đó. Thứ hai nữa là hỗ trợ về đủ các mọi mặt, chẳng hạn dụ tiểu thương chúng tôi có cái vấn đề gì thì tới thì ban quản lý chợ là có thể là giải quyết kịp thời. So với trước đây á thì bây giờ là nó ok hơn, sắp xếp nó ổn định, nó sạch sẽ, thoáng mát. Chợ thì ăn trật tự, với sạch sẽ lắm, chợ rất sạch sẽ luôn.
với ban quản lý đối xử với những người mà bạn hàng tiểu thương á thì rất tốt. Chợ Phước Hải Huyện Đất Đỏ là chợ hạng 2, có diện tích hơn 14.600 m², được chia làm 4 khu nhà lồng chính với khoảng 760 điểm kinh doanh và gần 400 tiểu thương. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ, từ 1 tháng 4 năm 2022, chợ Phước Hải Huyện Đất Đỏ được bàn giao cho công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Chiến vận hành theo hình thức xã hội hóa. Ngay sau khi tiếp nhận, công ty đã từng bước đầu tư nâng cấp một số hạng mục chợ, đầu tư hệ thống camera giám sát, liên kết với ngân hàng lắp đặt máy ATM, đặc biệt là cải tạo toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực bãi cá trung chuyển. Ban quản lý chợ cũng sắp xếp nơi mua bán ổn định, giải quyết thấu đáo về tiền thuê mặt bằng, hoa chi chợ và các kiến nghị cấp thiết của tiểu thương. Chúng tôi về chỉ là phát triển xây dựng chợ, đem cái những cái lợi ích mà đem về để cho các hộ tiểu thương hưởng, như là sửa chữa rồi là sắp xếp hàng quán bán trật tự. Còn về phần giá cả là cam kết là thu theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy mà sau khi mà hoạt động thì là các hộ tiểu thương yên lòng và hợp tác với ban quản lý. Nhìn nhận của các khách du lịch cũng như là khách địa phương á, hầu như là những cái tệ nạn móc túi đồ á là không có nè, rồi là mua bán về thấy nhìn nhận cái sự hài lòng á, là hàng quá là tươi sạch, buôn bán ổn định, căng đúng và đủ. Với sự đầu tư đúng hướng và chính sách quản lý phù hợp, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và tiểu thương, chợ Phước Hải đang hoạt động kinh doanh hiệu quả, đón khoảng 1.000 lượt người đến mua sắm một ngày. Trong những ngày cuối tuần, chợ đón thêm từ 300 đến 500 lượt khách du lịch một ngày. Có nguồn thu ổn định, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Chiến thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định, đồng thời đóng tiền thuê chợ hơn 1 tỷ 300 triệu đồng một năm. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.